Thì hôm nay sẵn đây thì Kỳ cũng nhờ anh Lũng nói về, tại vì anh Lũng có cái chất giọng rất là giống chú Hề Thanh Nam. Thì Kỳ sẽ nhờ anh Lũng mình gọi là nói trong cái trích Nói đoạn những bình thường thôi, không cần trích đoạn, nói bình thường lấy giọng Thanh Nam. Ok. Rồi, giờ nói gì vô đi. Hỏi đi. Hát thì tôi không có biết, nhưng mà nói chung thôi ra thì hát thì không để ý, chỉ biết nói chuyện thôi. À, mình nói được rồi thấy không? Ờ, mùng này là mùng thấy đó ngang Úc, tao mới mua 5 phân về đó, chưa có cho ai ngủ lần nào, mới cho heo nái ngủ 6 lần, thấy được không? Quá hay luôn. Tình hình Trung Đông ổn không Úc? Quá ổn luôn. Vô đại miếng cà phê coi, giờ cà phê này bén nha. Chưa có cho ai uống lần nào á, mới cho heo nọc uống 3 lần đó. Quá ngon. Quá đẹp. Đâu vậy, lũng lũng là làm hay là làm kêu làm lé luôn. Ngày đầu tiên á, làm 1 lần á, chóng mặt muốn chết. Đang làm nửa chừng á, tự nhiên nó muốn chịch luôn luôn con mắt vậy. Xéo một bên vậy đó. Nhức chịu không nổi luôn. Thì cái này chắc mai mốt là có thể những video này có thể xuất hiện lên lên nhiều khán giả xem hơn, thì có thể là anh Lũng sau này em nghĩ là có thể là bên đài truyền hình hoặc là cái những cái giọng ai giọng ai cái gì đó, mấy cái chương trình lớn của Việt Nam thì có thể là mời anh Mời làm gì? Nhậu hả? Lũng. Giống như Nhậu thì không là biết nhậu nha. về đó sẽ thi tham dự cái cuộc thi đó là giống như giả giọng, có thể là giống gần như 100%. Nói chung là mình chỉ ủng hộ chơi thôi, làm vui cho người ta cười được, Tùy duyên ha. chứ mình cũng không có thi thách thức danh hại gì hết trơn. Nếu mà một ngày nào đó có người có bên cái đó mời anh Lũng có tham tham dự không? Đi. Đi ha. Chúng làm nhờ vui là được ha. Làm miếng sao người ta vui được rồi. Đó. Bình thường thì làm không được, nhưng mà ngược lại thật